Anh Quốc các công ty có xu hướng hồi hương. Thần đồng 16 tuổi của Mỹ thực tập tại Intel. Chứng khoán thế giới các nhà đầu tư giao dịch thận trọng. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, sau những kỳ vọng ban đầu vào doanh số bán hàng ngày tặng quà Boxing Day, chỉ có 0,5% các cửa hàng tại Anh cho biết đạt được doanh thu cao hơn năm ngoái. Đây là những hình ảnh quen thuộc của ngày lễ ngày sau Giáng sinh. Hàng ngàn người đổ dồn về các siêu thị ở London để tìm kiếm những món hàng khuyến mãi. Khi bạn đến một cửa hàng nào đó thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một món hàng khuyến mãi nếu còn gì đó sót lại. Do có hàng khuyến mãi, chúng tôi đến đây để mua nước hoa và túi xách. Ngày Boxing Day là ngày bán hàng khuyến mãi của người Anh sau ngày lễ Giáng sinh từ nhiều thế hệ. Nhưng những con số cho thấy năm nay là một năm đáng thất vọng. Sau những kỳ vọng ban đầu, doanh số bán hàng cuối cùng cũng không tăng so với năm ngoái. Một lý do khách quan là do lượng mua hàng online tăng. Nhà phân tích của hãng bán lẻ Harrods ước tính có 117 triệu lượt viếng thăm các trang web bán lẻ trong ngày Giáng sinh. Thương mại điện tử chắc chắn là một thách thức cho bất kỳ nhà bán lẻ nào, bởi bạn muốn cung cấp cho khách hàng thứ gì đó đặc biệt trên mạng và cũng muốn giữ lại điều gì đó đặc biệt cho cửa hàng, cho nên luôn phải biết cân bằng. Nền kinh tế Anh sẽ phát triển mạnh trong năm 2014. Theo ông David Tinsley của ngân hàng BNP Paribas, doanh số bán lẻ đang tăng. Theo những nhà bán lẻ và một số khảo sát thì lòng tin khách hàng đã giảm trong tháng 5, nhưng đã tăng mạnh vào quý 3, đặc biệt là vào thời điểm trước mùa Giáng sinh. Cửa hàng John Lewis cho biết doanh thu của họ tăng vọt trước mùa Giáng sinh, nhưng sau đó đã phải giảm giá rất nhiều để kích thích mua sắm. Các công ty của Anh Quốc đang thuê các nước như Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất gia công cho họ từ nhiều năm qua, nhưng giờ đây số công ty đưa các hoạt động này trở về nhà ngày càng tăng. Tiếng máy chạy vù vù, lao động giá rẻ và sản xuất nhanh chóng. Những điều này nghe khá quen thuộc, nhưng lại không phải ở Trung Quốc mà là ở Anh. 8 năm sau khi thuê gia công, nhà sản xuất phụ tùng xe hơi của Anh RDM Group đang đưa hoạt động này trở về nước. Giá lao động gia tăng trong vòng 2 đến 3 năm qua, chi phí vận chuyển cũng tăng khoảng 100%. Quy trình này được gọi là hồi hương. Cứ 7 nhà máy tại Anh thì có một đưa hoạt động sản xuất của họ từ nước ngoài trở về trong năm nay. Nhà sản xuất mô hình tàu lửa Hornby hay công ty công nghệ Raspberry Pi là một vài trong số đó. Giám đốc công ty tư vấn dịch vụ sản xuất MAS Stephen Barr cho biết xu hướng này không chịu ảnh hưởng bởi chất lượng hay thời gian giao hàng. Trong suốt một giai đoạn, chúng tôi thường xuyên nghe về chuyện chi phí gia công rẻ hơn, nhưng nhiều công ty đã nhận ra rằng tổng chi phí sản xuất cũng tương đương, thậm chí trong giai đoạn hiện nay thì sản xuất trong nước còn rẻ hơn nếu như bạn tính đến mọi yếu tố. RDM sẽ mang một nửa quy mô sản xuất trở về nhà máy mới tại Coventry, tạo thêm 28 việc làm mới. Jaguar, Rover hay Triumph cũng đang làm như vậy. 2/3 số công ty trở về nước sản xuất đã tăng doanh số. Việc dán nhãn Made in Brighton đã giúp đẩy mạnh lợi nhuận của họ. Xu hướng sản xuất trong nước dự kiến sẽ tiếp diễn vào năm sau. Thưa quý vị, theo quy định từ Tổ chức Lao động Quốc tế, độ tuổi lao động đối với trẻ em là từ 14 tuổi trở lên. Nhưng tại Bolivia, các lao động trẻ em đang muốn chính phủ thay đổi quy định để có thể đi làm từ lúc 12 tuổi. Kể từ năm 1997 đến nay, Bolivia vẫn tuân thủ quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế cho phép trẻ em từ 14 tuổi trở lên đi làm việc. Tuy nhiên, nhiều người dân nước này cho rằng không ít gia đình cần con cái phụ giúp thêm xoay sở được ở quốc gia nghèo đói này. Vì vậy, họ đề nghị giảm độ tuổi lao động xuống còn 12 tuổi. Tôi muốn Tổ chức Lao động Quốc tế hiểu rằng họ chưa biết hết về những nỗ lực lao động của trẻ em Bolivia. Chúng phải đi làm vì gia đình, vì là trẻ mồ côi và vì nhiều lý do khác. Nhưng nếu giảm độ tuổi lao động xuống, chính phủ Bolivia cần phải giám sát kỹ để tránh xảy ra tình trạng bóc lột hay bắt trẻ em làm việc trong điều kiện tồi tàn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu các đề xuất này được chấp nhận, những lao động trẻ em cần phải được bảo vệ, không được bắt buộc trẻ em đi lao động, ngay cả khi đó là bố mẹ. Theo khảo sát của chính phủ Bolivia, vào năm 2008, 25% lao động nước này là trẻ em từ 5 cho tới 17 tuổi, và 87% trong số đó phải đối mặt với nhiều nguy cơ, cả về thể xác lẫn tinh thần khi làm việc. Thưa quý vị, khoảng 30.000 công nhân Hàn Quốc đã tham gia vào một cuộc biểu tình quy mô lớn vào hôm thứ Bảy 28 tháng 12 để chống lại quyết định mở một chi nhánh mới quản lý đường cao tốc của chính phủ vì lo ngại hậu quả tư nhân hóa và sa thải nhân công. Các công nhân đã tập hợp tại trung tâm Seoul và giơ cao khẩu hiệu phản đối tư nhân hóa. Các công nhân ngành đường sắt đã đình công kể từ ngày 9 tháng 12 để phản đối quyết định thành lập một tuyến đường sắt cao tốc với sự quản lý của một chi nhánh mới.
Chính phủ Hàn Quốc đã cấp phép cho chi nhánh này vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 12. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, Tổng thống Park Geun-hye không ngừng nói rằng bà sẽ không tư nhân hóa. Nhưng đêm qua, đột nhiên bà quyết định cấp phép cho một chi nhánh mới để tư nhân hóa ngành đường sắt. Điều này thật khó tha thứ. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho đến khi bà Park Geun-hye ngừng lại. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã tổ chức một cuộc họp với các bộ trưởng để giải quyết vấn đề đình công kéo dài. Ông cho biết việc thành lập liên minh công tư nhằm mục tiêu đem đến lợi ích tốt nhất cho người dân và tăng tính cạnh tranh cho ngành đường sắt quốc gia. Khu vực bị nhiễm phóng xạ Fukushima đang rất thiếu công nhân để dọn dẹp, trong khi tại Sendai, những người vô gia cư lại cần một công việc để sinh sống qua ngày. Những nhà thầu đã thu nhận những người nhập cư nhưng trả cho họ mức lương bèo bọt. Sendai, cách Tokyo 360 km về phía bắc, nhiệt độ xuống mức cực thấp vào lúc 5 giờ sáng. Trong nhà ga thành phố, những người vô gia cư đang co ro tránh gió rét. Nhà ga này là một trong những nơi ấm áp nhất trong những ngày mùa đông này và cũng là nơi tuyển dụng lao động để làm việc ở Fukushima, khu vực nhiễm phóng xạ. Những người vô gia cư là lực lượng lao động đầy tiềm năng đối với các nhà thầu ở Fukushima. Đổi lại, họ sẽ nhận được mức thù lao là $100. Ông Shizuza Nishiyama, 57 tuổi, đã trở thành người vô gia cư trong một năm nay. Ông phải ngủ trên tấm bìa cắt tông cạnh một cửa hàng của ga Sendai. Nishiyama cho biết, ông được huấn luyện để dọn dẹp các khu vực phóng xạ ở Fukushima cách đây 80 km về phía nam. Trong lúc vội vàng lên xe lửa đến Fukushima, ông cũng đã tâm sự vào điều với phóng viên. Chúng tôi là đối tượng lao động mà các nhà thầu dọn dẹp chất phóng xạ tại Fukushima. Hành trang của chúng tôi chỉ là những túi sách nên có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Công ty đầu tiên thuê Nishiyama đã trả ông $90 một ngày để dọn dẹp đống hoang tàn do sóng thần gây ra. Nhưng ông đã phải trả $50 một ngày cho tiền ăn ở. Ông cũng không được trả công vào những ngày bị bệnh phải nghỉ làm. Nhưng những ngày đó ông vẫn phải trả tiền thuê phòng. Chính vì vậy mà Nishiyama cho rằng ở ngoài đường thì còn tốt hơn là đi làm để rồi mắc nợ. Họ hỏi chúng tôi có đang làm việc không, có đói không. Nếu chúng tôi không còn gì để ăn, họ sẽ đề nghị tìm cho chúng tôi một công việc. Gần 3 năm trước, động đất và sóng thần quét qua miền đông bắc Nhật Bản, để lại một đống hoang tàn đổ nát và gây ra vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima. Giờ đây, một dự án dọn dẹp chất phóng xạ khổng lồ đang được tiến hành nhưng lại thiếu hụt nhân công. Sendai, thành phố lớn nhất miền đông bắc Nhật Bản, có nhiều người vô gia cư như Nishiyama. Họ hy vọng sẽ tìm được việc khi quá trình dọn dẹp khu vực nhiễm xạ đang diễn ra. Các nhà vận động cho biết, những công việc như vậy càng ngày càng hiếm hoi hơn. Hiện giờ đã có hơn 300 người vô gia cư ở Sendai, nhiều gấp đôi trước khi động đất và sóng thần xảy ra. Đối với các công ty đang làm việc ở Fukushima Daiichi, nhu cầu làm việc của người vô gia cư là một cơ hội đối với họ. Nếu như giới hạn chịu đựng phóng xạ của công nhân đã hết, họ phải ngừng làm việc. Nhưng các công việc ở đây lại đang thiếu người làm, nên có thể là những người nhập cư sẽ mạo hiểm mạng sống của mình và tiếp tục làm việc. Nhưng cho dù thiếu hụt những người làm những công việc nguy hiểm và dơ bẩn ở Fukushima, các công ty vẫn không tăng lương cho công nhân. Theo nhà chức trách, trách nhiệm giám sát việc thuê mướn, đảm bảo an toàn lao động của các công ty nhỏ tại Fukushima đều do các nhà thầu lớn phụ trách, trong đó có Kajima Corp, Taisei Corp và Shimizu Corp. Còn các nhà thầu lớn lại nói rằng họ không thể kiểm soát tất cả mọi chuyện vì gói thầu đã được chia ra nhiều công ty nhỏ và qua nhiều khâu trung gian. Số liệu lương do cảnh sát cung cấp cho thấy, sau khi trừ chi phí ăn ở, các công nhân chỉ nhận được $6 một giờ, tức là dưới mức lương trung bình $6.5 một giờ ở Fukushima. Nhiều người vô gia cư không những không có dư mà còn mắc nợ sau khi làm những công việc này. Những người vô gia cư không được thông báo về mức độ nguy hiểm của công việc. Họ cứ thế được đưa đến các ký túc xá. Chi phí ăn ở của họ được trừ thẳng vào lương. Đến cuối tháng, họ gần như không nhận được đồng nào. Ông Seiji Sasa, 67 tuổi, cựu võ sĩ đấu vật đã huấn luyện cho những người vô gia cư gần 20 năm nay. Ông cho biết mình kiếm được $100 mỗi khi giới thiệu lao động cho các công ty tuyển dụng. Ông không hỏi nhưng phần lớn những người lao động mà ông giới thiệu sẽ được đưa đến các khu nhiễm phóng xạ. Tôi không hỏi gì cả, đó không phải là công việc của tôi. Tôi chỉ đi tìm người, gửi họ đến các nhà tuyển dụng và lấy tiền. Chỉ vậy thôi, tôi không liên quan đến những gì xảy ra sau đó. Nhờ những người vô gia cư, tôi có thể thu nhập để sống qua ngày. Tôi giới thiệu họ đi làm để được nhận tiền. Nếu như những gì tôi làm khiến họ thiệt mạng, tôi sẽ bỏ nghề này ngay. Còn đối với những người vô gia cư như Nishiyama, phóng xạ không còn là điều khiến ông bận tâm. Ông chỉ muốn qua được mùa đông và chống chọi lại cái lạnh hàng đêm với mảnh cắt tông của mình. Vừa rồi là phần 1 của bản tin Thế giới. Tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Thần đồng 16 tuổi của Mỹ thực tập tại Intel.
triển vọng thị trường Juncker Trung Quốc.